Hello, xin chào cả nhà, xin chào các chị yêu nha. Hôm nay em muốn giới thiệu với cả các chị về một sản phẩm rất là hot trên thị trường hiện nay. Đó là viên uống Nice Beauty. Trong thời gian vừa qua em đã dùng và cảm nhận thấy rất là hài lòng với các sản phẩm. Em uống hết hộp thứ ba rồi, sang hộp thứ tư rồi. Em cảm thấy da mình nó cải thiện lên rất là rõ rệt, trắng sáng, mịn màng. Và bây giờ đã đến giờ em uống thuốc rồi. Cả nhà uống thuốc cùng em nhé. Nice Beauty giúp chị em chúng ta có một làn da trắng sáng mịn màng và trở nên xinh đẹp nha. Tân tân.